đi, tới đi, qua mặt đi. Ôi, các bạn qua mặt đi. Đi anh em mình vô cái lăng máy ra mình chụp lấy cảnh thôi, để về mình ghép. Sau này mình anh bơm ghép phòng á, mình ghép. Đó thì đi chỗ nào cảnh đẹp chúng ta chịu khó chụp lại để mà chúng ta ghép. Như chỗ này nè, mình đứng góc này mình chụp rất là đẹp nè, thấy không? Thì anh em chúng ta có thể xếp vô chúng ta chụp đi. Tôi cho gì 15 phút chụp kỷ niệm mà chụp chơi ha. Rồi chúng ta sẽ đi qua địa điểm gần đây nữa là nó gọi là Đốc Phủ Hải. Ông Đốc Phủ nữa. Ba la làm ruộng. Thanh niên nghiêm túc. Thanh niên cái bài này
đi về cầm hơi cho mày vừa xuống rồi em một mươi tám được trời ơi hai cây ngay dưới khác thì nó hơi đẹp. Là thầy cúng hôm 14 tháng 2. Dạ, xin chào. Đây là cái đoàn nhiếp ảnh viên, đoàn du lịch nhiếp ảnh của thầy. Nhiếp ảnh nón đỏ. Của thầy nón đỏ. Xin chào. My name is Diễm. Đây là tự giới thiệu đi. Khu vực miền Trung. Đến từ Đà Nẵng. Tên gọi là Dũng. Mộc gọi là gì?